Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngài vừa bị đột quỵ và hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn. Theo trang Facebook Giáo xứ Song Ngọc vừa chia sẻ, xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy do bị đột quỵ. Xin Chúa và mẹ thêm sức cho Đức Cha. Theo thông tin cập nhật thì sức khỏe Ngài tạm thời đã ổn định. Xin cộng đoàn cùng cầu nguyện cho Ngài. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho Đức Cha Giuse trong lúc nguy cấp này. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi những ai gồng gánh nặng nề hãy đến với Chúa. Chúa sẽ bổ sức cho. Giờ đây, chúng con xin dâng lên Chúa thân xác đau yếu của Đức Cha Giuse. Xin đôi bàn tay chữa lành của Chúa chạm đến những nơi thương tích, bệnh tật của Đức Cha, hầu cho Ngài được lành mạnh để tiếp tục sứ vụ còn dang dở. Cậy nhờ các soi đòn của Chúa đã chịu vì tội lỗi của chúng con, xin cho Đức Cha Giuse thêm sức mạnh để có thể chịu đựng những đau đớn. Xin ánh sáng phục sinh của Chúa chiếu soi vào những nơi đau đớn của Đức Cha để Ngài được hồi sinh cả về thể xác và tinh thần. Lạy Chúa là Cha toàn năng đã sai con Chúa là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian để thiết lập nước Chúa và cứu chuộc loài người. Người đã chọn và trao quyền lại cho các tông đồ để tiếp tục sứ mạng của người nơi trần thế. Chúng con xin tạ ơn Chúa vì trong suốt dòng lịch sử, Chúa hằng ban cho hội thánh có những người kế vị các tông đồ để là chiếc cầu nối chúng con lại với Chúa. Nơi mỗi giáo phận chúng con, Chúa cho có những vị giám mục, chăn dắt, dạy dỗ, thánh hóa trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha và Hội Thánh Hoàn Cầu. Lạy Chúa, như các tông đồ ngày xưa, như các giám mục khắp nơi và mọi thời, Đức Giám mục của chúng con hôm nay thi hành nhiệm vụ mình giữa những vui mừng và lo lắng, giữa bao nhiêu phức tạp và khó khăn. Chúng con này xin Chúa cho Đức Giám mục chúng con hiền lành trong cương vị người cha, sáng suốt trong vai trò chăn dắt và giảng dạy, dũng cảm trong trách nhiệm bênh vực, quyền lợi của Thiên Chúa và Hội Thánh, luôn được đầy khôn ngoan và sức mạnh Chúa Thánh Thần để lướt thắng mọi thử thách, vượt qua mọi gian lao nguy hiểm, hầu dẫn đưa đoàn trên Chúa giao phó, vững dạ cậy tin, tiến lên trong yêu thương và hiệp nhất. Lạy Chúa, xin cho mọi thành phần dân Chúa trong cộng đoàn giáo phận chúng con, từ linh mục, tu sĩ đến giáo dân trẻ già đều luôn thấy hình ảnh của Đức Kitô sống động nơi Đức Giám mục của mình, mà mến yêu trọng kính, tin phục, vâng lời. Xin cho tất cả chúng con, tùy khả năng và địa vị, góp phần cộng tác với Đức Giám mục chúng con để làm cho giáo hội Chúa nơi địa phương này trở nên thực sự là dấu chỉ sự hiện diện của nước Chúa, nước sự thật, sự sống, nước công chính yêu thương và an bình. Nhờ Đức Giêsu con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.